người anh, người em từng quý trọng. Tôi xin lúc ngặt, chứ tôi không xin lúc nghèo. Câu nói của anh làm tâm hồn thằng đàn ông khô cằn như em đôi khi phải nhỏ lệ. Anh nói đúng lắm. Ai không quên trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 cuốn trôi đi tất cả. Những gia đình tan nát, những mảnh đời tang thương. Con không còn được gặp mẹ, bố mãi chẳng thấy ngày về. Bao giấc mơ dang dở, hỡi ôi nước mắt hóa sông dài. Làm sao mà ngồi đong đếm được sự tang thương của đồng bào miền Trung đây anh? Anh sai rồi. Lúc họ cần anh nhất thì anh ở đâu? Lúc hàng triệu đồng bào cả nước cùng hướng về miền Trung, nhưng vì nhiều lý do không tới nơi được, họ đặt niềm tin tuyệt đối và rồi gửi gắm tình thương 13 tỷ với mong muốn anh là cầu nối cứu giúp đồng bào miền Trung trong cảnh khốn cùng. Anh ở đâu khi những mái nhà đổ nát? Anh ở đâu khi tiếng thét gào của người già, trẻ nhỏ chơi với, nhiều đêm trong dòng nước nghiệt cùng? Tang thương, đó là thứ xúc cảm mà chỉ những ai lặn lội, đội lũ vào miền Trung thời điểm ấy mới cảm nhận hết được. Xót xa lắm anh ạ. Tôi chỉ là một công dân bình thường. Bố mẹ chưa bao giờ để tôi nhịn dù chỉ là một bữa. Nhưng chứng kiến cảnh này, mắt tôi nhỏ lệ. Ngay trong đêm, tôi đã đưa quyết định cho chính mình. Trời Hà Nội lác đác mưa bay. Đi làm về lúc đó là 19 giờ tối. Tôi giục vợ lúi húi tìm kiếm thông tin thời tiết miền Trung thế nào, mà bão lũ vẫn chẳng tha. Nghiêm mặt lại, tôi nói: "Em ở nhà với con, anh sẽ vào đó một mình." Đàn bà mà, chỉ hay nói gở. Anh không quen biết ai trong đấy. Bão lũ thì vẫn còn, lỡ làm sao thì... Đêm đó, vợ chồng tôi không ngủ, nằm đặt ra nhiều giả thuyết, tình huống phải đối mặt. Sáng, chúng tôi vội ghi danh sách đồ dùng cần thiết, rồi phi ra chợ mua nào là ủng, phao bơi, coi, đèn pin để vào miền Trung thiện nguyện. Thật sự hai vợ chồng cũng xác định tình huống xấu nhất có thể. Con gái tôi khi đó cháu mới 3 tuổi, phải gửi lại ông bà. Nó khóc cả ngày vì ít nhiều cảm nhận được chuyến đi này của bố mẹ có thể lành ít giữ nhiều. Tôi không phải là người nổi tiếng, song tình cảm các bạn trẻ từ mọi miền Tổ quốc dành cho tôi vẫn giữ nguyên vẹn. Nguyên vẹn đến độ không sứt mẻ dù chỉ một đồng. Chuyến đi kéo dài hơn dự kiến. Do bão lặp bão, máy bay hủy chuyến, chúng tôi được đôi vợ chồng là người bản địa giúp đỡ nhiệt tình. Thật lòng tâm tôi chỉ được bình yên khi số tiền các nhà hảo tâm gửi mình đã trao tới tay người dân cuối cùng. Hôm nay tôi viết bài viết này khi những mái ngói đỏ đã mọc lên, khi những con sông hiền hòa đã trở lại, lũ trẻ được cắp sách tới trường, người dân miền Trung sắp vào vụ gặt. 13 tỷ anh cầm liệu còn mang đúng thứ ý nghĩa, thứ tình cảm mà rất nhiều tấm lòng hảo tâm đặt vào anh nữa không? Dẫu biết thời gian rồi cũng làm nguội lạnh đi tất cả, nhưng mong lương tâm anh hãy áy náy dù chỉ một lần. Em, Trương Quốc Anh, gửi anh Hoài Linh. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tôi đã đọc cho mọi người nghe về dòng tâm thư của anh Trương Quốc Anh gửi tới nghệ sĩ hài Hoài Linh. Trương Quốc Anh không còn là cái tên xa lạ với mọi người. Anh sinh năm 1985, hiện đã lập gia đình. Đặc biệt, anh còn là một cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Với đặc thù nghề nghiệp, Trương Quốc Anh cảm thấy nhức nhối khi xã hội xuất hiện nhiều cái xấu, đặc biệt là những biến tướng lộ rõ trên mạng xã hội. Chính vì vậy, Trương Quốc Anh lập kênh TikTok thẳng thắn đề cập, vạch trần những cái xấu đang tồn tại xung quanh chúng ta mà nhiều người e ngại không dám nhắc đến. Không ngại phơi bày cái xấu, Trương Quốc Anh còn đưa ra những góc nhìn đa chiều, phân tích cụ thể trong mỗi video của mình. Chính vì vậy, chỉ sau thời gian ngắn, kênh TikTok cũng như fanpage của Trương Quốc Anh đã đạt tới hàng triệu người theo dõi và ủng hộ. Vừa rồi thì mình đã đọc cho các bạn nghe một cái tâm thư của anh Trương Quốc Anh gửi đến nghệ sĩ hài Hoài Linh. Thì cũng chia sẻ với các bạn là anh Trương Quốc Anh này ấy, thì từ cái thời điểm mà vụ của ông Võ Hoàng Yên bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội, thì anh Trương Quốc Anh này đã có những cái chia sẻ rất là nhiều về nghệ sĩ hài Hoài Linh, xoay quanh về sự việc mà nghệ sĩ hài Hoài Linh xuất hiện cùng những cái video của ông Võ Hoàng Yên. Thì trước đó mình cũng đã cập nhật cho các bạn một vài video về anh này rồi. Và đến khi sự việc tiền từ thiện của nghệ sĩ hài Hoài Linh được rộ lên ở trên mạng xã hội, thì anh này anh cũng đã có những cái phân tích về mặt pháp luật, về mặt nghị định 64. Đấy, rất nhiều những video phân tích trên cái quy định của pháp luật. Thì ở đây thì anh ấy lại chia sẻ một cái tâm thư gửi đến nghệ sĩ hài Hoài Linh về cái việc làm từ thiện ở miền Trung. Thì mình cũng đã đọc cho các bạn nghe, và các bạn thấy một cái điều rằng là anh này anh ấy chia sẻ rất là thật tình, cảm xúc rất là thật, bởi vì anh đấy cũng là cái người mà trực tiếp vào miền Trung để hỗ trợ bà con. Và những cái dòng tâm thư của anh này thì phải nói rằng là rất là xúc động. Mình đọc lại thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy rằng là nó có một cái gì đó rất là chạnh lòng ở đây nha. Thật sự rất là chạnh lòng. Và anh ấy có chia sẻ những cái nội dung như là cái đêm mà anh ấy chuẩn bị đi vào miền Trung để làm từ thiện ấy, thì anh ấy cũng lúc đầu là anh ấy cũng định đi một mình. Sau đó thì chắc là anh ấy đi cùng vợ nữa. Thế là hai vợ chồng gọi là gửi con, và cũng nghĩ đến những cái trường hợp xấu nhất đấy. Đây này, đây là vợ nói nha, vợ nói là anh không quen biết ai trong đấy này, bão lũ thì vẫn còn, lỡ làm sao thì. Đây là người vợ chia sẻ khi mà anh Quốc Anh ấy nói rằng là anh ấy sẽ đi một mình. Đấy, nhưng mà về sau thì chắc là cả hai vợ chồng thống nhất. Đấy, thì đã đi cùng nhau. Đấy, cả đêm thì hai vợ chồng không ngủ này, nằm đặt ra nhiều giả thuyết, tình huống phải đối mặt. Rồi sau đó thì buổi sáng hôm sau thì cả hai vợ chồng đi mua ủng, phao bơi, còi, đèn pin để chuẩn bị vào miền Trung thiện nguyện. Cũng chia sẻ với bạn thì hình như mình lắm được ấy, là anh này anh cũng khá là nổi tiếng, cho nên là cũng được nhiều người gửi gắm tiền rồi về cả vật chất nữa. Cho nên là anh ấy có nói một cái câu rằng là thật lòng tâm tôi chỉ được bình yên khi số tiền các nhà hảo tâm gửi mình đã trao tới tay người dân cuối cùng. Đấy, đây là có nghĩa là cái tâm của anh này ấy, tức là khi mà tiền còn giữ trong người thì anh ấy không được yên ấy, cho nên là anh ấy phải gửi hết cái số tiền mà các nhà hảo tâm đã nhờ anh đấy để gửi vào đồng bào miền Trung, đúng không? Đấy, cho nên là anh ấy nói rằng anh ấy sẽ gửi tới người dân cuối cùng, cái số tiền cuối cùng. Đấy. Rồi có nói thêm một cái câu nữa là con gái tôi khi đó cháu có 3 tuổi này, phải gửi ông bà, nó khóc cả ngày vì ít nhiều cảm nhận được chuyến đi này của bố mẹ có thể lành ít giữ nhiều. Đúng thật các bạn ạ, cái thời điểm mà miền Trung cái lần đấy nha, là không có đi được xe ô tô các bạn ạ, để mà vào được những cái vùng gọi là sạt lở nhất đấy, thì không có đi được bằng ô tô. Cho nên là tất cả các bạn thấy những cái hình ảnh ấy đều là đi bằng thuyền, bằng ghe hết. Mà nói thật với các bạn nha, một cái nó rộng thênh thang như vậy mà chỉ cần mà ghe thuyền mà không may một cơn bão nó lại ập đến, thì đúng thật là cái chuyến đi này là cái chuyến đi lành ít dữ nhiều. Còn chưa kể nhá, anh này anh còn đi vào những cái vùng sâu vùng xa ấy, thì còn sạt lở đất rồi rất là nhiều những cái khó khăn. Có những cái tuyến đường không đi xe vào được, phải đi bằng bộ nha các bạn. Đấy, thì các bạn mới biết được rằng là cái sự vất vả khi mà làm từ thiện ở miền Trung cái thời điểm tháng 10 năm ngoái nó cực khổ như thế nào. Đấy, thì anh này anh cũng chia sẻ lại cái câu chuyện của anh đấy, và anh ấy cũng nhắn gửi một cái lời như sau. Đây này, anh ấy nói rằng là anh Linh sai rồi này. Lúc họ cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Lúc hàng triệu đồng bào cả nước hướng về miền Trung nhưng vì nhiều lý do không tới nơi được, họ đặt niềm tin tuyệt đối và rồi gửi gắm tình thương. Tình thương ở đây là mở ngoặc 13 tỷ. Với mong muốn là anh là cầu nối cứu giúp đồng bào miền Trung trong hoàn cảnh khốn cùng. Anh ở đâu khi những mái nhà đổ nát? Anh ở đâu khi tiếng thét gào của người già, trẻ nhỏ với nhiều đêm trong dòng nước nghiệt cùng? Tang thương, đó là thứ xúc cảm những ai lặn lội đi vào miền Trung mới cảm nhận được hết được, xót xa lắm. Đấy. Nói chung là anh này anh ấy viết rất là hay nha các bạn, thật sự là rất là xúc động. Rồi anh ấy còn trích lại một cái câu rằng là tôi xin lúc ngặt chứ tôi không xin lúc nghèo, tức là xin lúc cấp bách đấy. Đấy, thế mà nghệ sĩ Hoài Linh thì lại giữ tiền trong 6 tháng để khiến cho nói chung là cái tình cảm của người dân ấy, của khán giả đặt vào nghệ sĩ Hoài Linh ấy, là sẽ cảm thấy rất là thất vọng qua cái sự việc này. Đấy, và đặc biệt có một cái câu này cũng rất là hay đây này, cái đoạn này này. Hôm nay tôi viết bài viết này khi những mái nhà ngói đỏ đã mọc lên, khi những con sông đã hiền hòa trở lại, lũ trẻ được cắp sách tới trường, người dân miền Trung sắp vào vụ gặt. 13 tỷ Anh Cầm liệu còn mang đúng thứ ý nghĩa, thứ tình cảm mà rất nhiều tấm lòng hảo tâm đặt vào anh nữa hay không? Dẫu biết thời gian cũng đã làm nguội đi tất cả, nhưng lương tâm trong anh hãy áy náy dù chỉ một lần. Đấy, câu này rất là hay nha, hai cái đoạn này rất là hay các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì anh ấy muốn nói rằng là cái thời điểm ngày xưa ấy, họ cần thì anh lại không có làm kịp thời. Đấy, bây giờ thì người ta đã chuẩn bị ăn Tết rồi, người ta lại chuẩn bị vào vụ gặt, trẻ con thì đã cắp sách đến trường rồi, mọi việc đã ổn định trở lại rồi, thì bây giờ liệu cái khoản tiền 13 tỷ anh ấy giữ ấy còn có ý nghĩa sâu sắc như đúng cái tinh thần thời điểm tháng 10, tháng 11 năm ngoái mà khán giả đặt vào cho anh hay không? Thì anh có nói rằng là anh Hoài Linh hãy áy náy một lần, dù chỉ một lần. Thì đây là một cái bài viết mặc dù là có một trang thôi, cũng không phải là dài, nhưng mà thật sự mình thấy rất là xúc động và rất là nhiều ý nghĩa đặt trong cái bài viết này. Các bạn thấy như thế nào về cái tâm thư của anh Trương Quốc Anh này? Hãy bình luận ở dưới video của mình để mình được lắng nghe những cảm xúc của mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và có một ngày nghỉ cuối tuần thật là tuyệt vời. Đừng quên like và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.